lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm vô kiến vô đối của các loại hữu tình ấy bạch thế tôn vì sao như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm vô kiến vô đối của các loại hữu tình ấy này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm vô kiến vô đối của các loại hữu tình ấy đều không có tướng của tâm vì sao vì tất cả tự tướng của tâm là không này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy đương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm vô kiến vô đối của các loại hữu tình ấy lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm vô sắc không thể thấy của các loại hữu tình ấy mạch thế tôn vì sao như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm vô sắc chẳng thể thấy của các loại hữu tình ấy này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm vô sắc chẳng thể thấy của các loại hữu tình ấy mà năm loại mắt của chư phật chẳng thể thấy được vì sao vì tánh của tất cả tâm là không này thiện hiện như vậy tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm vô sắc chẳng thể thấy của các loại hữu tình ấy lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm tâm sở pháp của các loại hữu tình khác hoặc hiện hoặc ẩn hoặc co hoặc duỗi bạch thế tôn vì sao như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm tâm sở pháp của các loại hữu tình khác hoặc hiện hoặc ẩn hoặc co hoặc duỗi này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm tâm sở pháp hiện ẩn co duỗi của các loại hữu tình khác đều nương sắc thọ tưởng hành thức mà sinh khởi này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm tâm sở pháp của các loại hữu tình khác hoặc hiện hoặc ẩn hoặc co hoặc duỗi có nghĩa là chư như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm tâm sở pháp hiện ẩn co duỗi của các loại hữu tình khác hoặc nương sắc hoặc nương thọ tưởng hành thức chấp ngã và thế gian là thường và cho điều này là đúng ngoài ra đều sai lầm hoặc nương sắc hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian là vô thường và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian vừa thường vừa vô thường và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm, hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian hữu biên, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức chấp ngã và thế gian vô biên và cho điều này là đúng ngoài ra đều sai lầm hoặc nương sắc hoặc nương thọ tưởng hành thức chấp ngã và thế gian vừa hữu biên vừa vô biên và cho điều này là đúng ngoài ra đều sai lầm hoặc nương sắc hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp mạng, tức là thân và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm hoặc nương sắc hoặc nương thọ tưởng hành thức chấp mạng khác thân và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm, hoặc nương sắc hoặc nương thọ tưởng hành thức chấp như lai like sau khi tịch diệt, hữu và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức chấp như lai sau khi tịch diệt phi hữu và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức chấp như lai sau khi tịch diệt vừa hữu vừa phi hữu và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức chấp như lai sau khi tịch diệt, phi hữu, phi phi hữu và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Này thiện hiện, như lai ứng tránh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật, biết tâm tâm sở pháp của các loại hữu tình khác hoặc hiện hoặc ẩn, hoặc co hoặc duỗi. Hết quyển thứ 305.